Đan Dương Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành, một ngày làm việc thật là hiệu quả. Còn những bạn yêu lan sẽ ghép được cho mình những giỏ lan thật đẹp và ưng ý nhất ạ. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của kênh Lan Dương Ngọc Bền. Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2018, thay mặt cơ sở em xin được giới thiệu những mặt hàng lan mà cơ sở hôm nay bên em mới cập nhật, cũng như là báo giá những mặt hàng lan của ngày hôm nay 20 tháng 12 năm 2018. Và sau đây em sẽ vào cái công việc chính của ngày hôm nay luôn. Trước mặt các bạn đây, đó là mặt hàng châu ạ, lan đai châu nhé, lan đai châu giống. Hôm nay bên em bán với mức giá là 550.000 đồng cho 1 kg. Cái mặt hàng lan châu giống này thì hiện giờ các bạn lấy nhà vườn lấy về sẽ là hợp lý nhất, bởi vì hiện giờ đây cái lan châu này đấy ạ, chỉ có 2 đến 3 cặp lá. Mình sẽ lấy về dưỡng cũng như là để ghép lên giá thể và thuần chơi hoa vào những mùa sau nhé. Tiếp đến bên cạnh đây là mặt hàng lan hoàng thảo lông trắng ạ. Mặt hàng lan hoàng thảo lông trắng hôm nay bên em bán với mức giá là 550.000 đồng cho 1 kg nhé. Hôm nay chỉ còn hàng đẹp thôi, còn hàng thanh lý thì bên em đã có bên nhà vườn đến lấy đi hết rồi ạ. Hiện giờ hoàng thảo lông trắng cũng là một trong những mặt hàng lan nở xuân nhé. Đây, cái nụ hoa của hoàng thảo lông trắng của cái khóm này em sẽ quay cho các bạn xem đây ạ. Đây ạ, chắc chắn là sẽ nở Tết luôn, hoàng thảo lông trắng đấy ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là cái mặt hàng lan kim thoa. Kim thoa là 100.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà hiện giờ kim thoa thì bên em sẽ chỉ còn những rề từ 2 kg trở lên nhé. Nên là bạn nào lấy thì bên em sẽ báo luôn là sẽ có cái rề từ 2 cân. Nên là gửi đi thì các bạn sẽ tùy thêm xem cái vườn của mình, xem là có cái nhu cầu chọn lựa cho hợp lý ạ. Bởi vì bây giờ không còn cái rề nhỏ nữa rồi. Vâng, kim thoa 100.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng của ngày hôm nay bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1 kg. Đây nhé các bạn, phi điệp vàng của ngày hôm nay đấy ạ. Hiện giờ cái lô phi điệp vàng này cũng rất là ưng ý luôn, bởi vì là cây rất là dài và thứ hai nữa là lá xanh còn khá là nhiều đấy các bạn ạ. Tiếp đến trên phi điệp vàng ở đây là mặt hàng lan long tu xanh hoa tím nhé các bạn. Long tu xanh hoa tím thì bên em cũng bán được 2 phiên nay rồi. Và hiện giờ ở đây cũng còn chỉ khoảng tầm 3 đến 4 kg thôi. Cái long tu xanh hoa tím thì bên em vẫn để cái mức giá của ngày hôm qua là 270.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến bên đây là cái mặt hàng lan sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên 230.000 đồng cho 1 kg ạ. Hiện giờ khi mà các bạn lấy đặt lan ấy, thì khoảng tầm 1 cân trở lên thì bên em sẽ có thể gửi được những cái rề to cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà đặt ít quá khoảng tầm 5 lạng thôi ấy, thì bên em sẽ chỉ lấy những cái rề nhỏ hoặc là cái hàng rời rời một chút. Bởi vì cái sơn thủy tiên này, cái giả hành nó rất là to và mọng đấy ạ. Nên là rất là nặng khí. Tiếp đến bên đây bên em còn có những cái mặt hàng lan thuần nhé. Những cái bảng lan ý thảo bao màu thuần đấy ạ. Đây ạ. Hiện giờ bên em có 10 bảng. Mức giá là 120.000 đồng cho một bảng lan ý thảo bao màu đã nuôi thuần nhé. Ở đây có cái thân có thể là từ 20 phân cho đến là tầm 50 phân đến 60 phân nhé. Ý thảo ba màu cũng là một trong những mặt hàng lan nở xuân. Nó sẽ nở vào tầm giữa xuân cho đến đầu hè nhé các bạn. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan kiều vàng ạ. Kiều vàng thì bên em hiện giờ có cả cây to và cây nhỏ, nên là tùy thuộc vào nhu cầu mà ghép vườn của mình thì các bạn có thể là sẽ nhắc bên em là lấy loại dài loại ngắn nhé. Ở đây thì có, đây là những cái loại ngắn thì cũng phải ngắn quá đâu, trung bình nó cũng phải tầm 40 phân trở lên rồi. Đây, phù hợp vào những cái giỏ mà nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn bác nào mà thích trồng vào giỏ to khủng thì sẽ là bên này nhé. Đây ạ. Đây, còn ở đây nó còn có những cái nụ hoa sẵn nở rồi đây. Hiện giờ đây là những giỏ to khủng đấy ạ. Đây, cái to khủng này thì nó có phải tầm 50 phân cho đến trên 1 mét nhé. Cái thân nó rất là dài. Mức giá ở đây sẽ là 160.000 đồng cho 1 kg nhé. Tùy bác nào thích lấy ngắn thì bảo là lấy ngắn, còn lấy dài thì sẽ báo em luôn. Bên cạnh đây là mặt hàng lan kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hiện giờ bên em cũng chỉ còn hàng đẹp đấy ạ. Kim điệp nhựa 250.000 đồng cho 1 kg đấy ạ. Kim điệp nhựa đợt này về em cũng rất là ưng luôn, bởi vì những cái thân rất là dài và to luôn đấy ạ. Đây nhé các bạn, kim điệp nhựa nhé. Vâng, 250.000 đồng cho 1 kg kim điệp nhựa. Tiếp đến ở bên đây, bên em sẽ còn có là trầm tím Myanmar. Bên em chỉ còn một cái số lượng cũng không nhiều đó, trầm tím Myanmar.
Mỗi một cái rề như này thì nó có thể là rơi vào khoảng tầm 1 cân rồi. 850.000 đồng cho 1kg chầm tím Myanmar nhé. Các bác nào mà lấy từ 2 đến 3 lạng thì em sẽ xin phép là gửi cho các bác những cái thân ngắn và nó không thể lên rề được. Còn những bạn nào mà lấy khoảng tầm 1 cân trở lên thì tất nhiên là sẽ có những cái rề, bởi vì là cái hàng bên giờ thân ngắn bên em có cũng rất là ít thôi. Còn những cái rề như này, đây, lấy cái số lượng nhiều thì mới có thể lấy được rề, bởi vì bên em không thể tách rề mà gửi cho các bạn được. Đây ạ, 850.000 đồng cho 1kg chầm tím Myanmar. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan hoàng thảo vôi nhé. Hoàng thảo vôi bên em hôm nay để với mức giá là 280.000 đồng cho 1kg ạ. Về số lượng không nhiều đâu nha các bạn nhé. Đây là hoàng thảo vôi đấy ạ. Trên đây là mặt hàng, và đây là kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà của ngày hôm nay sẽ là 230.000 đồng cho 1kg kiều mỡ gà nhé. Bên cạnh kiều mỡ gà đây là mặt hàng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì bên em giảm giá kịch sàn luôn, 80.000 đồng cho 1kg nhất điểm hoàng. Hiện giờ thì hôm qua có rất là nhiều các bác lấy hàng dề, mà hàng dề to khủng thì bên em hiện giờ cũng không còn nhiều lắm đâu. Hiện giờ thì chỉ có những cái dề mà nó dưới 1 cân nhé. Nên là khi gửi đi thì sẽ có cả những cái cây lẻ, có như là những khóm nhỏ để bù thêm. Thân ở đợt nhất điểm hoàng này về thì rất là ưng luôn ạ. Cây rất là to và đẹp, nhưng mà liền dề to quá thì bên em hiện giờ có khách đặt hết rồi. Nên là hiện giờ bên em sẽ gửi cho các bạn có những cả những khóm to thế như này, là những khóm để bù này. Còn những cái khóm có thể là sẽ to hơn, ví dụ như này luôn, như này luôn, để bù cân thôi các bạn. Rồi ạ, 80.000 đồng cho 1kg nhất điểm hoàng nhé. Và bên cạnh nhất điểm hoàng đây là mặt hàng long tu xuân ạ. Long tu xuân là 270.000 đồng cho 1kg ạ. Long tu xuân bên em hiện giờ cũng chỉ còn những cái hàng long tu xuân đẹp thôi nhé. Còn long tu xuân thanh lý thì cũng có nhà vườn lấy rồi. Khi mà gửi đi cho các bạn thì bên em sẽ có lấy cả những thân dài như này nhé. Đây gọi là những cái thân dài này. Và khi mà các bạn lấy từ 5 lạng hoặc là lấy 1 cân chẳng hạn ấy, thì cũng có bên em sẽ gửi kèm cả những cái thân ngắn như này, để về mình chia cho dễ, có nghĩa là làm một bảng dài này và một bảng ngắn chẳng hạn. Và cũng để là bù cân cho các bạn luôn. Vâng, 270.000 đồng cho 1kg lan tu xuân nhé. Bên cạnh đây là mặt hàng lan cáo xếp ạ. Cáo xếp này thì có cả xếp lưng và xếp V nhé. Bên em sẽ bán solo lẫn luôn. 300.000 đồng cho 1kg lan cáo Cao Bằng nhé. Trên đây là mặt hàng hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc, 250.000 đồng cho 1kg hoàng thảo tam bảo sắc. Cũng rất là dài luôn nhé. Có những thân mà có thể dài đến cả mét rưỡi luôn. Nên là khi mà gửi đi thì bên em sẽ đóng thùng và cũng sẽ cuộn lại, bởi vì cái này nó cũng không dễ gãy đâu. 250.000 đồng cho 1kg hoàng thảo tam bảo sắc. Bên đây là mặt hàng lan hoàng nhạn các bạn ạ. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nhé, không phải tháng 8. Nên là có một cái mức giá hiện giờ cũng rất là tốt luôn. 160.000 đồng cho 1kg hoàng nhạn nhé. Đợt này về em rất là ưng luôn đấy ạ. Có rất đều đẹp luôn. Tất cả đều xếp nhá. Tất cả đều xếp về rất là đẹp luôn ạ. 160.000 đồng cho 1kg hoàng nhạn tháng 4 ạ. Bên cạnh đây là mặt hàng lan kiều tua nhé các bạn. Kiều tua thì bên em hôm nay bán với mức giá là 200.000 đồng ạ. Đây là lan kiều tua. Còn sự khác nhau giữa kiều tua và môi tua thì cũng những phiên trước thì cũng có các bạn đã giới thiệu rồi, nên em không giới thiệu lại nữa. Bên đây là bên cạnh kiều tua sẽ là lan môi tua. Đây ạ, cái giả hành nhìn nó đã khác luôn rồi. Môi tua thì có giả hành nó phình ra, còn thêm khác nhau của hoa nữa. Môi tua là 100.000 đồng cho 1kg môi tua ạ. Trên đây là mặt hàng lan báo hỷ nhé. Báo hỷ là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Báo hỷ còn số lượng không nhiều đó. Tiếp đến là lan ý ngọc ạ. Lan ý ngọc là 200.000 đồng cho 1kg. Ý ngọc là một trong những mặt hàng lan mà bên em bán rất là chạy trong những phiên vừa rồi đấy. Mặt hàng nào về cũng hết luôn, bởi vì hôm nào cũng có khách đặt ý ngọc luôn. Đây nhá, ý ngọc của ngày hôm nay đấy ạ. Các bạn cũng chưa bỏ luôn ra luôn đây. Đây là ý ngọc của ngày hôm nay đây. Cũng lá đã xuống hết rồi ạ. Rất khô đều đẹp luôn. 200.000 đồng cho 1kg ý ngọc. Tiếp đến là mặt hàng chồn ạ. Chồn bắc nhá các bạn, hoa trắng ạ. Chồn trắng đấy ạ. Hiện giờ thì có cả hàng thanh lý và hàng
cây to đều đẹp nhé. Cây to đều đẹp bên em để mức giá là 250.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn bên cạnh đây là hàng nhỏ, hàng giống thì với mức giá là 160.000 đồng chứ các bạn. Đây, những cái hàng giống này về thì mình tiện cho những bác nào đã làm vườn hoặc là những bạn nào đã chơi quen rồi đấy ạ. Thì lấy cây nhỏ này mình về thuần và sẽ có cái khoảng thời gian chờ đợi thì mình sẽ được ngắm hoa vào những cái đợt sau, có nghĩa là tiện cho các bác nào mà chơi lâu rồi. Còn những bạn mới chơi thì tốt nhất nên lấy cái hàng to khỏe để về mình thuần dễ hơn, cũng như là được ngắm hoa sớm hơn. Tiếp đến là mặt hàng lan quế tím ạ. Quế tím bên em hôm nay cũng về cái mặt hàng lan khá là nhiều. Quế tím này thì hiện giờ sẽ ra hoa khoảng tầm tháng 8, tháng 9 nhé các bạn. Quế tím 140.000 đồng cho 1 kg nhé. Tiếp đến bên em còn cũng một chút cái lan trúc mành thôi. Trúc mành chỗ này có khi cũng không đến 1 cân rồi. Đây ạ, bó trúc mành này luôn. Thì em bán ở đây là 250.000 đồng cho 1 kg trúc mành luôn nhé. Vâng, vừa rồi là những mặt hàng mà cơ sở Ngọc Bền với cập nhật trong ngày hôm nay ạ. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984 754 102 để đặt lan ạ. Xin chào và gặp lại, hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.